Chuyển như một tí. Em ơi, anh bảo này, vị trí này nhá, dịch cái hòn đá này về đằng này, sát vào chỗ này, chưa? Đúng chỗ này trồng cây tùng, được chưa? Đủ dịch hòn đá về đằng kia là ok đấy. Bên này cũng thế, bên này cho một cây nữa, một cây nữa bên này là ok đấy. Khu công nghệ cao nó phải đẹp. Tối điện nóm lên, vườn nước cái này là đẹp rồi. Trong này tạm thời là ok. Đằng kia cho một cây nữa nhá. Ngày mai khai mạc rồi, hôm nay anh em cố gắng làm cho xong đi nhá.